Người. Câu này không khó. Rồi, bài 5 nè. Thì đề bài cho gì ạ? À? Nhà bạn Bình có một bể cá dạng hình hộp chữ nhật nè, là vẽ tượng trưng đây cho các bạn thấy nha. Đây, vẽ tượng trưng đây nè. Đó, vẽ tượng trưng đây cho các bạn thấy thôi. Được chưa ạ? À? Đây, thì người ta có gì ạ? À? Chiều dài là đây nè, 2 mét. Chiều rộng là 1,5 mét nè và chiều cao là 1,2 mét. Được chưa? Và ba bạn Bình đổ nước vào bể, đổ nước vào nè thì nó khoảng cách từ mặt nước đến miệng bể nè, cái miệng ở đây nè các bạn, cái miệng ở trên đây nè. Khoảng cách là ở đây tới đây, đó nước dâng tới đây. Ở đây là khoảng cách này là 0,4 mét. Vậy mình sẽ tính được chiều cao của mực mực nước, các bạn tính chiều cao của mực nước là ta sẽ lấy gì ạ? À? 1/2 trừ 0/4 ra bao nhiêu ạ? À? 0,8 mét. Khi đã có chiều cao là 0,8 rồi thì các bạn tính thể tích nước trong bể, thể tích nước trong bể thì sẽ bằng gì ạ? À? Các bạn nhớ công thức V hình hộp chữ nhật sẽ bằng nè cao nè nhân dài nè nhân rộng, được chưa? Vậy mình sẽ lấy cao nè là bao nhiêu ạ? 0,8 nhân dài nè 2 nè nhân rộng là 1,5 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các bạn comment giúp lại đi ạ? Bằng bao nhiêu các bạn comment giúp lại đi ạ? Các bạn comment giúp lại đi ạ? Bằng bao nhiêu ạ?